vui không em? Trời ơi, bị đi tù một tháng, em tưởng chừng như em quên hết mọi thứ trên thế giới này. Cho nên hôm nay em chơi thoải mái đi. Anh theo kịp em không? Ây da, em đừng có coi thường anh chứ. Chơi thứ ba rồi lão bàn ơi. Vui tiếp, chỉ cần chiêu dương vui là được. Em cảm ơn lão bàn chiếu cố em. Dạ. Uống, uống đi. Vô. Vô. Đến vũ trường Central gặp tôi gấp. Cảm ơn anh. Nè, nhớ chăm sóc cho chị Diêu Dương đàng hoàng nha. Để chị Phật Ý là chết nha. Dạ, em biết rồi. Ghê nha. Nè, mấy đứa, chưa thấy ai mà chiều người tình như ông chủ á. Anh chiều em, đâu có gì là sai. Ờ, không sai, không bao giờ sai với em. Vô em. Vô. Cho anh đi. Anh nghe Mỹ Kỳ ơi. Ờ, anh đang đi nhậu với mấy bạn. Ờ, điện chơi với mấy bạn mà. Không, anh đi với mấy bạn, không có lão bạn. Thôi, không biết đâu. Anh cúp máy đi, bye em. Đàn bà rắc rối lắm. Rồi chứ. Trả mạng lại cho tao. 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 Mày hù tao. Mày hù tao. Hù tao nè. Hù tao hả? Mày. Mày trả mạng. Mày trả mạng nè. Mày trả mạng nè. Mày trả mạng. Đứng lại. Và từ đây anh bên